Hành giả vô danh qua đời trong tư thế thiền định, để lại nhiều hạt xá lợi châu nhỏ. Một hành giả đã qua đời trong tư thế thiền định, sau 5 ngày kể từ khi ông chút hơi thở cuối cùng, cơ thể ông ấy không bị thối rữa và trái tim ông vẫn còn ấm áp. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sau khi hỏa táng thân xác của vị hành giả này, người ta nhìn thấy rất nhiều hạt màu trắng nhỏ đọng lại trong lớp tro cốt. Ông ấy rốt cuộc là ai? Vì sao có thể để lại xá lợi như những vị cao tăng tu hành đắc đạo? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hiện tượng kỳ bí của vị hành giả này sau khi qua đời trong video ngày hôm nay. Một đoàn làm phim đã bất chấp mưa gió để đến thăm nơi mà vị hành giả này đã qua đời. Tại đây, họ đã được người dân làng kể lại những câu chuyện thú vị về cuộc đời của một vị thiền sư kỳ lạ. Nơi thiền của ông nằm trên một sườn đồi cách ngôi làng khoảng tầm 40 phút di chuyển. Vào ngày ông qua đời, vô số các hành giả khác đều tập trung trước túp lều thiền của ông để thiền định. Trong những giây phút cuối đời, vị hành giả đã ở trong túp lều này để chiêm nghiệm lại quãng thời gian trong suốt 30 năm cuộc đời của mình. Nằm trên vách núi treo leo, túp lều nhỏ này là nơi hàng ngày ông ngồi trong đó để thiền định. Ngay cả lúc ngủ, ông cũng giữ nguyên tư thế ngồi của mình. Ở vị trí ngồi này nhìn ra khiến tâm trạng của người hành thiền vô cùng bình yên. Thông qua cửa sổ túp lều, vị hành giả có thể nhìn thấy những khung cảnh núi non tráng lệ bên ngoài. Cảnh thiên nhiên bên ngoài gần như đối lập với hình ảnh bên trong túp lều. Không gian bên trong túp lều rất đơn giản, với một vài vật dụng cơ bản và các vật nghi lễ để thiền định. Mặc dù nhiều năm qua, dân làng muốn lắp đặt cho ông một bếp lò bên trong, nhưng vị hành giả này đều từ chối. Túp lều này đã trở thành sợi dây liên kết giữa ông và dân làng. Những người dân thường xuyên đến đây để thăm hỏi, nghe lời chỉ dạy của ông mỗi lần họ cảm thấy khó khăn và mất phương hướng trong cuộc sống. Qua cửa sổ, vị hành giả này có thể trả lời các câu hỏi của dân làng, cũng như dân làng có thể trò chuyện với ông một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chưa một ai được trực tiếp nhìn thấy mặt của ông ấy. Bên cạnh túp lều nhỏ cũng có một thung lũng rộng lớn. Bên trong thung lũng là một hang động khổng lồ. Nhiều hành giả khác đã đến và tu hành ở đây. Họ để lại dấu chân trên đá như một minh chứng rằng mình đã từng nhập thất tu hành tại nơi này. Các nhân viên trong đoàn làm phim cũng đã tìm được một loạt dấu chân trên nóc túp lều thiền định của vị hành giả này trước khi ông ấy qua đời. Nhiều người cho rằng dấu chân này do ông ấy để lại trong quá trình tu tập của mình. Sau nhiều ngày không đến, vào một ngày kia, khi mọi người lại đến thăm ông như thường lệ, sau vài tiếng gọi vẫn không nghe thấy ông trả lời, mọi người bèn nói với nhau rằng sẽ ở bên ngoài chờ đợi, vì họ nghĩ có thể lúc đó vị hành giả này đang nghỉ ngơi. Nhưng họ đã đợi rất lâu vẫn không thấy ông gọi mọi người như những lần trước. Một người dân làng đến bên cửa sổ, lớn tiếng hơn một chút để gọi ông, nhưng không khí vẫn vô cùng im lặng. Điều này không giống ông thường ngày chút nào, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Sau khi bàn nhau một lúc lâu, họ quyết định mở cửa vào trong, điều mà họ chưa từng làm trong mấy chục năm qua. Bởi vì sự khác thường của ông khiến dân làng rất bất an. Dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi và chỉ có một mình. Khi mở cửa bước vào, mọi người sững sờ nhìn thấy ông ấy ngồi im bất động dưới tư thế thiền. Ông đã viên tịch trong lúc thiền định. Gương mặt ông ấy vô cùng an nhiên và bình yên. Sau khi một bác sĩ trong làng kiểm tra tình hình của ông, họ đã thông báo có lẽ thời gian ông viên tịch là cách đây khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi được phát hiện, cơ thể ông không hề lạnh lẽo hay có dấu hiệu thối rữa, mà thậm chí còn hơi ấm. Tất cả những hiểu biết của mọi người về vị hành giả bí ẩn này chỉ được tiết lộ sau khi ông viên tịch. Đoàn làm phim là một trong những người vinh dự được bước vào phòng của ông. Các đồ vật nghi lễ của ông được trưng bày ngay ngắn. Bên cạnh là nhiều bức chân dung của ông ấy do các học viên đã từng được nhìn thấy ông ấy vẽ nên. Họ treo chúng lên tường để kỷ niệm và để những người có dịp đến thăm túp lều của ông sau này được chiêm ngưỡng chân dung của bậc hành giả này. Một bức ảnh của vị hành giả này nhiều năm trước cũng được tìm thấy. Đây cũng chính là bức ảnh những người dân trong làng đã sử dụng để đưa ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi hỏa táng, vị hành giả sẽ được đặt trong một lò hỏa táng được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho ông. Mọi người đều không biết rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là phép màu. Nhưng khi bắt đầu lễ nghi hỏa táng, có một cầu vồng đôi cùng xuất hiện xung quanh mặt trời. Điều này gần giống như hiện tượng hồng hóa thành cầu vồng ở các cao tăng đã tu luyện đến một trình độ nhất định. Khi tu đạt thành công, khi viên tịch, có thể hóa cơ thể thành ánh sáng cầu vồng sau khi hỏa táng,
hoặc trực tiếp biến mất dần trước mắt mọi người. Sau khi kết thúc buổi lễ, lò hỏa táng sẽ được niêm phong trong 7 ngày. Có rất nhiều người dân Tây Tạng không ngại xa xôi đã đến đây để đảnh lễ, mặc cho đường xá lúc này rất trơn trượt và lầy lội. Sau 7 ngày, lò hỏa táng được mở ra, mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều hạt nhỏ màu trắng như ngọc trai đọng trên những bông hoa giả bên cạnh. Người Tây Tạng nói rằng những viên xá lợi này được hình thành từ xương cốt của vị hành giả. Ông ấy dành chúng để làm quà tặng cho các học viên, hy vọng họ sẽ có thêm niềm tin và ý chí để tiếp tục thực hành những lời mà Đức Phật đã dạy. Đối với những nhà sư, đây là một điều rất hạnh phúc và xúc động, bởi vì đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp nhìn thấy hiện tượng này. Đây cũng là bằng chứng cho thấy họ đã từng có một vị hành giả tuyệt vời ở bên cạnh mình. Ông ấy không cần nhiều người biết đến, thậm chí không quá nhiều người biết tên. Không cần một ngôi chùa khang trang để thoải mái tu học, chỉ cần một túp lều nhỏ. Thông thường những vị hành giả sẽ giữ bí mật về thành tựu của mình trong suốt cuộc đời. Chỉ khi đến lúc cử hành nghi lễ hỏa táng, mọi người mới có thể thấy được kết quả của sự tu tập tâm linh như một minh chứng quý giá cho thành tựu của vị hành giả này. Những học viên của ông đã quyết định chia sẻ phước lành cho dân làng với những di vật này để truyền đạt trí tuệ, lòng trắc ẩn của ông. Vị hành giả này đã dùng cả đời của mình để thiền định và giải đáp những câu hỏi của những người dân trong làng. Sau khi viên tịch, những thành tựu mà ông để lại vẫn còn tác động sâu sắc đến người dân Tây Tạng và soi sáng trái tim mỗi người. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.